Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Sinh nhật xếp khủng, TVB bất ngờ biến thành sự kiện lớn Hồng Kông, quý tự lừa showbiz, chi phí gây hoang mang. Có thể nói, sinh nhật của sếp lớn đài TVB, Lạc Di Ninh trở thành sự kiện lớn hàng năm của những tên tuổi gạo cội nhất nhì Hồng Kông cùng hội tụ. Trang tin tức đưa tin, tối ngày hôm 30 tháng 6, một sự kiện khiến cả showbiz Hồng Kông sốt xình xịch, tuy nhiên không hề có thảm đỏ hay sân khấu lớn được tổ chức, đó chính là sinh nhật của bà trùm TVB Lạc Di Ninh. Hàng năm cứ đến khoảng thời gian này, loạt ngôi sao TVB đình đám đều sẽ lô lức tới tham dự bữa tiệc, chẳng khác nào thảm đỏ sự kiện nổi tiếng với lửa giới showbiz cùng tề tựu đông đủ. Theo rất nhiều hình ảnh cánh phóng viên ghi lại, những ngôi sao lớn của làng giải trí Hồng Kông tới dự tiệc sinh nhật ở tuổi 62 của Lạc Di Ninh có hình tông trạch Mã Đức Trung, Ngô Trác Hy, Hồ Đình Hân, Hoa hậu Phùng Duyên Doanh, Miêu Kiều Vĩ, Lý Thi Hòa, Thái Khiết, Phương Lực Thần, Đào Tử Linh, vân vân. Ai ai cũng mang theo mình những món quà nhỏ để tặng cho sếp lớn nhất nhì đài TVB này. Theo thông tin, để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật này, sếp lớn TVB Lạc Di Ninh không tiếc tay chi tiền bao, chọn một phòng ăn siêu sang và VIP nhất. Ước tính căn phòng này có giá 80.000 đô la Hồng Kông, khoảng 230 triệu đồng cho một tối. Đó là chưa kể cộng với các chi phí ăn uống, mỗi người sẽ tiêu tốn hết khoảng 4.000 tệ, tương đương với 14 triệu đồng Việt Nam. Bên cạnh đó, truyền thông cho hay tất cả chi phí trên chưa chắc đã do Lạc Di Ninh chi trả toàn bộ, bởi sẽ có những nhân vật đứng ra coi đây là món quà sinh nhật dành tặng người phụ nữ quyền lực này. Tấm ảnh khiến truyền thông Hồng Kông sốt sắng bởi sự quy tụ những gương mặt gạo cội và lức tiếng showbiz xứ Cảng Thơm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.